Awick TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 27 tháng 3. Hôm nay là ngày gì? Ngày 27 tháng 3 là ngày sân khấu thế giới. Ngày sinh của ai? Ngày 27 tháng 3 năm 1863 là ngày sinh của Henry Royce. Ông là kỹ sư và doanh nhân người Anh, là người thành lập Rolls-Royce Limited. Vào ngày này năm 1963 cũng là ngày sinh của Quentin Tarantino. Ông là đạo diễn và nhà sản xuất người Mỹ. Những tác phẩm điện ảnh của Tarantino được giới phê bình lẫn khán giả đón nhận tích cực. Ông là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá như hai tượng Oscar, hai giải BAFTA, bốn cỏ cầu vàng và cành cỏ vàng. Nữ ca sĩ người Mỹ Mariah Carey, cô sinh ngày 27 tháng 3 năm 1970. Năm 2019, Billboard vinh danh cô là nữ nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại tại Hoa Kỳ, dựa trên thành tích ở cả hai bảng xếp hạng album và đĩa đơn. Bên cạnh những thành công thương mại, Carey đã giành được 5 giải Grammy, 19 giải thưởng âm nhạc thế giới, 10 giải âm nhạc Mỹ, 15 giải âm nhạc Billboard và là thành viên chính thức của đại sảnh danh vọng. Cô được ghi nhận là người truyền cảm hứng đến nhiều nghệ sĩ khác. Tay đua xe công thức 1 người Scotland, David Coulthard, anh sinh ngày 27 tháng 3 năm 1971. Cũng vào ngày này năm 1988 là ngày sinh của Jessie J, nữ ca sĩ người Mỹ. Đĩa đơn đầu tay từ album Do It Like That của cô đã đặt vị trí thứ hai tại Anh. Jessie đã phát hành đĩa đơn tiếp theo Brighter, đạt vị trí quán quân ở Anh, Ireland và New Zealand và 19 quốc gia khác. Ngày 27 tháng 3 năm 1997 cũng là ngày sinh của Lisa, hay còn gọi là Lalisa Manoban. Cô là ca sĩ của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink. Cô giành giải thưởng nhân vật của năm tại MBC Entertainment Award năm 2018. Vào tháng 4 năm 2019, Lisa trở thành thần tượng K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 17,4 triệu người theo dõi. Tính đến tháng 4 năm 2021, cô là thần tượng K-pop đầu tiên và duy nhất đạt 50 triệu người theo dõi. Và tính đến tháng 11 năm 2021, Lisa có hơn 66 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội này. Sự kiện. Vào ngày này năm 1884, cuộc điện thoại đường dài đầu tiên được gọi từ Boston đến New York. Hệ thống đường ống xuyên Alaska bắt đầu xây dựng vào ngày 27 tháng 3 năm 1975. Nguyên mẫu chiến đấu cơ Typhoon do hãng liên doanh Eurofighter thiết kế và chế tạo đã bay vòng quanh bang Bayern của Đức trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 27 tháng 3 năm 1994. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.